Nguyên nhân chìm tàu được cơ quan chức năng xác định là do cửa biển La Ghi bị bồi đắp tạo thành những cồn cát, làm cửa biển bị ngày càng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, xác những con tàu bị chìm trước đó không trục vớt được, vô tình tạo thành cái bẫy cho tàu thuyền qua đây. Không cập cảng được, nhiều tàu cá phải neo đậu ngoài cửa biển với nguy cơ sóng to gió lớn. Điều đó còn đồng nghĩa với việc bà con cư dân phải tốn thêm phí tổn cho việc vận chuyển hải sản và thuê tàu lai dắt cho an toàn.